Một cách học văn giúp mình đạt 9 cộng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia. Tiki Connect the Lady Study. Đầu tiên, mình sẽ học bằng sơ đồ tư duy. Vốn dĩ đặc trưng của văn là khó học thuộc, nhưng mình có thể tóm tắt lại bằng sơ đồ tư duy hoặc gạch ý. Video này mình đã từng làm rồi, các bạn có thể kéo lại để xem nhé. Thứ hai là mình không bao giờ quên nốt lại mọi kiến thức như là những nhận định này hay là lý luận văn học. Thứ ba, một tip cho các bạn đó là hãy viết sẵn mở bài và kết bài. Khi đi thi thì mình sẽ học thuộc trước tất cả những mở bài và kết bài để khi nào mà mình áp dụng vào không cần phải nghĩ quá nhiều thời gian, đúng không? Và cuối cùng là chọn tài liệu chất lượng. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cuốn Cấp tốc 789 cộng này đã là người bạn đồng hành với mình suốt quãng thời gian ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Cuốn sách sẽ có đầy đủ kiến thức từ tiếng Việt này. Cuốn sách đã chọn lọc ra các tác phẩm trọng tâm và phân tích cực kỳ chi tiết. Ngoài ra thì ở sách có cả những bộ đề này vô cùng chất lượng để giúp mình nâng cao điểm số khi ôn tập. Điều mình thích ở cuốn sách này các bạn biết là gì không? Đó là phần nhận định văn học nâng cao mà không phải là cuốn sách nào cũng có đâu. Mình mua cuốn sách này ở trên Tiki và sắp tới là Black Friday. Tiki hàng hiệu giảm đến 50%, hàng chuẩn, chính hãng, giao hàng nhanh trong 2 giờ. Chúc bạn học thật tốt. Hello, 8 cộng văn khó hay dễ? Không quá khó đâu nếu chúng ta có phương pháp. Đầu tiên thì chúng mình sẽ phải tập viết thật nhiều, viết đi viết lại để quen tay. Và mình có thể bấm thời gian như đi thi thật. Hãy chú ý rằng mình phải viết cực kỳ sạch sẽ và gạch ý rõ ràng. Đây chính là cách để ăn điểm từ ban giám khảo chấm thi. Mọi người đã biết thì mình cực kỳ thích học theo kiểu sơ đồ tư duy, rất dễ học và dễ thuộc. Với môn văn thì mình có một tip là hãy viết mở bài và kết bài tất cả các tác phẩm và học thuộc. Đương nhiên đây sẽ là lợi thế cho bạn. Theo thì hãy tận dụng tối đa kiến thức ở sách giáo khoa. Mọi người cần chú ý để được điểm cao đó chính là hãy sử dụng những câu bình luận văn học và hãy chia nó thành từng tác phẩm để áp dụng vào mở bài, kết bài hay thân bài. Như loại xã hội cũng vậy, từng chủ đề hãy chia nó ra và học thuộc nó nha. Cuối cùng đó chính là không ngừng luyện tập, ngày nào cũng sẽ giải đề và tìm ra lỗi sai của mình. Có thể bạn không viết thành bài văn nhưng hãy viết thành dàn ý. Đây là một cách để rèn luyện tư duy và phản xạ khi làm bài. Chúc bạn thành công. Bye. Ba dạng đề nghị luận văn học ra đi ra lại trong đề thi văn tốt nghiệp trung học phổ thông. Hai cả từ hãy xem hết để lưu ý nhé. Một, dạng bài nghị luận về một tác phẩm, trích đoạn thơ hoặc văn xuôi. Đây là kiểu đề khá phổ biến, yêu cầu học sinh nghị luận về một tác phẩm, đoạn trích cụ thể. Ví dụ như cảm nhận của anh chị về vẻ đẹp của đoạn thơ dưới đây, từ đoạn ta về mình còn nhớ ta đến nhớ ai tiếng hát phân tình thủy chung, hoặc phân tích vẻ đẹp hào hùng của hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Hai, dạng bài nghị luận về một hoặc nhiều ý kiến bàn về văn học. Ví dụ nhà văn Thành Lam từng tâm sự rằng công việc của nhà văn là phát biểu cái đẹp chính ở chỗ mà không ai ngờ tới, tìm cái đẹp kín đáo và che lấp của sự vật cho người khác một bài học trông nhìn và thưởng thức. Anh chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Hãy làm sáng tỏ qua các sáng tác của một nhà văn. Ba, dạng bài so sánh. Dạng đề so sánh thường đặt ra hai đối tượng gần nhau trong cùng đề bài, sau đó yêu cầu chúng ta cảm nhận và đối sánh. Ví dụ so sánh cảm nhận về đất nước của tác giả qua bài thơ Đất nước Nguyễn Đình Thi và trích đoạn Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, hay so sánh hai nhân vật A Phụ và Tô Nú. Học giỏi không khó có chị lo. Yes, I'm just a playdate to you. Video này. Đầu tiên hãy làm sẵn mở bài và kết bài cho tất cả các tác phẩm. Việc bạn có sẵn mở bài và kết bài cho bài văn sẽ giúp ngắn thời gian suy nghĩ cho mở bài khi đi thi. Nhớ là phải viết thật hay và học thuộc nhé.
Thứ hai, hãy đẩy luận điểm chính lên đầu, nơi người chấm dễ nhìn thấy nhất. Luận điểm hãy để lên đầu đoạn và chỉ viết một câu để khái quát. Điều này giúp giám khảo có thể định hình được nội dung bài viết của bạn đang viết và dễ chấm hơn rất nhiều. Không nên thuộc quá nhiều lý luận văn học và ví dụ nếu bạn không hiểu, và tối đa chỉ học 5 câu dùng chung cho các bài. Bạn không nhất thiết phải ghi nhớ quá nhiều câu lý luận khó, hãy chọn lọc câu nào chất nhất, nổi tiếng nhất và bạn phải hiểu câu đó đang nói về điều gì nhé. Cuối cùng, không học thuộc lòng cả bài văn, chọn lọc luận điểm và các ý để học. Đề thi có nhiều sự thay đổi để học sinh được thỏa sức tư duy và sáng tạo. Chính điều này các bạn hãy học hiểu chứ đừng học thuộc nhé. Và nếu bạn chưa biết tìm ý hay luận điểm thì đừng bỏ qua bài 4 này nha. Cuốn sách ngữ văn Penbook dành riêng cho năm 2022, cuốn sách hệ thống toàn bộ kiến thức của các dạng bài thường thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sách gồm 2 phần, phần 1 là tổng hợp kiến thức trọng tâm, tóm tắt các loại từ, câu, biện pháp tu từ, tác phẩm, cách làm bài văn nghị luận thành dạng sơ đồ tư duy, bảng biểu, hình ảnh giúp giải thích, gợi nhớ, liên tưởng đến nội dung bài học. Đặc biệt là có ví dụ và phần vận dụng đi kèm có thể hiểu rõ hơn giúp bạn nhận diện các dạng bài, mục tiêu là 9 điểm. Mình rất thích cuốn sách vì cuốn sách đã được tổng hợp kiến thức hóa thành sơ đồ tư duy và bạn biết rồi đấy, mình là một người cực kỳ yêu thích sơ đồ tư duy. Phần 2, bộ đề tự luyện gồm 15 đề tiêu chuẩn và 10 đề nâng cao, bám sát cập nhật xu hướng đề ra của bộ và phân hóa rõ ràng theo từng cấp độ, từ kiến thức cơ bản vận dụng và nâng cao. Đã làm đề thì phải có phần giải đúng không? Và ở đây cuốn sách đã cực kỳ chi tiết từng câu từng đề, chỉ ra phương pháp làm đề làm sao hiệu quả cho từng dạng, đồng thời bổ sung thêm những phương pháp tư duy cũng như các kỹ năng để diễn đạt câu chuẩn chính xác hơn. Một phần nữa đặc biệt của cuốn sách đó là có các đoạn văn và câu văn mẫu để khai thác và phát triển được ý tưởng bài viết cọ sát với các dạng bài thường gặp nhất. Và bạn không hề cô đơn vì có cố vấn hỗ trợ học tập 24/7, tham gia group học tập tương tác, thầy cô livestream tư vấn học tập trong group kín. Nếu bạn tò mò về cuốn sách hãy xem qua bản đọc thử cực chất lượng nhé. Và không chỉ có ngữ văn, Penbook còn có cả những môn như toán, lý, hóa, sinh, anh để giúp bạn bứt phá điểm số. Đã sách hay nào? Phương điểm đọc hiểu tại sao không? Dạng câu, nếu phương thức biểu đạt chính của văn bản trên có tổng cộng 6 loại phương thức biểu đạt, tuy nhiên hầu hết trong đề thi trung học phổ thông quốc gia, văn bản sẽ chỉ có một trong 2 loại phương thức biểu đạt chính, đó là nghị luận và biểu cảm, cho nên trong video này mình sẽ chỉ nói về 2 phương thức này thôi nhé. Phần trả lời, nếu văn bản đó là thơ thì ngay lập tức chúng ta có thể ghi được phương thức biểu đạt chính là biểu cảm. Ví dụ đây là bài thơ Tây Tiến, đây là bài thơ, cho nên phương thức biểu đạt sẽ là biểu cảm. Tiếp theo, nếu văn bản đó là văn xuôi và nói về một vấn đề cụ thể như lòng dũng cảm hoặc tình đoàn kết thì chúng ta có thể ghi được phương thức biểu đạt chính là nghị luận. Ví dụ, văn bản trên là văn xuôi và nói về lòng dũng cảm thì ngay lập tức chúng ta có thể ghi được phương thức biểu đạt chính là nghị luận. Follow và theo dõi các video tiếp theo của mình nhé. Tác phẩm văn sẽ ra và không ra trong kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2022. Đầu tiên là 8 tác phẩm gần như sẽ không ra. 1. Sóng, vì tác phẩm này đã ra vào thi đợt 1 năm 2021. 2. Tây Tiến, đã thi vào đợt 2 năm ngoái. 3. Để minh họa bản bộ công bố mình năm nay. 4. Đàn Nhi Ta của Loka, các trường giáo dục thường xuyên không học nha. 5. Rừng Xà Nu, vì tác giả của Rừng Xà Nu có tư tưởng phản động. 6. Hồn Chương 3 ra hàng thịt, tác phẩm nằm trong phần tinh giản. 7. Các tác phẩm nước ngoài như Số Phận Con Người, Ông Già và Biển Cả, Thuốc. 8. Nguyễn Đình Chiểu, Môn Sao Sáng của Dân Tộc. Tuy rằng nhiều khả năng sẽ không ra, nhưng các bạn vẫn phải nắm được nội dung chính để còn làm liên hệ mở rộng nhé. Tiếp theo là những tác phẩm khả năng cao sẽ ra năm nay. 2 năm liên tiếp đã ra thơ, vì vậy 80% là năm nay bộ sẽ ra vào truyện ngắn Tùy Bút, Bút Ký. 1 là Chiếc Giường Ngoài Xa, 2 Vợ Chồng A Phụ và Vợ Nhật. 2 tác phẩm này khả năng khá cao vì là tục trượt của 2K3. 3 Người Đã Đo Sông Đà. 4 Ai Đặt Tên Cho Dòng Sông. Và 5 Đất Nước Việt Bắc thì năm nào cũng nhất định phải ôn 2 tác phẩm này nha. Đây là 7 tác phẩm khả năng cao sẽ ra, nên các bạn hãy ôn thật chắc, không có gì để chắc chắn, nên càng đừng bao giờ ôn tục chỉ 1-2 bài nha. Học giỏi ngữ văn cùng podcast. Podcast là nền tảng radio trực tuyến cho phép người dùng có thể lắng nghe tất cả những chia sẻ xoay quanh cuộc sống. Thay vì ghi chép bài trực tiếp hay đọc sách thì chúng mình có thể đeo tai nghe và lắng nghe những bài giảng trực tiếp hoàn toàn miễn phí. Đầu tiên là Trạm Radio, kênh chia sẻ những quan niệm về văn học xoay quanh những tác giả Việt Nam và nước ngoài. Sau là Ngày Sửa Ngày Xưa, đây là kênh kể lại cho các bạn những câu chuyện dân gian về xưa cũ, ví dụ như chuyện Kiều hay những câu chuyện cổ tích. Chúng mình có thể nghe để hiểu rõ hơn về những câu chuyện đấy nhé. Không thể nào bỏ qua được Ngõ Văn, văn học Việt Nam, hiểu biết về những tác giả Việt Nam, đặc biệt là tác giả Ngô Tất Tố với tác phẩm Tắt Đèn. Một kênh podcast nổi tiếng như Văn Học Chị Hiên chia sẻ những audio văn học, phân tích các tác phẩm từ lớp 11 đến lớp 12. Có lẽ đây là kênh bạn hay nghe podcast nào? Nói cho mình biết nha!